dù đã được cảnh báo về những tác hại của việc sử dụng rượu bia khi mà tham gia giao thông. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn chưa có chiều hướng giảm. Trong đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa qua, theo thống kê của Bệnh viện Việt Đức, có đến 60% số bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông trước đó đều sử dụng rượu bia. Và sau nghỉ lễ, số bệnh nhân tai nạn giao thông có giảm, thế nhưng vẫn có những ca nhập viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên Cuộc Sống 24 giờ. Cả ai cũng uống rượu mà đến cái mức độ đấy, không có tôi ở đấy trực tiến, không biết đấy mà. Khi đó như anh nhà mình thì có đi liên hoan hay là đi nhậu nhẹt gì không ạ? Hôm đấy thì có tổ chức đá bóng thì cũng có. Sau trận đá bóng với bạn bè, người đàn ông này đã sử dụng rượu bia. Do uống quá nhiều rượu nên đã không làm chủ được tốc độ, va chạm với một xe máy đi ngược chiều. Vụ va chạm đã làm nạn nhân bị va đập mạnh phần đầu xuống đất, gây chấn thương sọ não. Trước khi được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân đã được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng tình trạng ngày càng nặng. Đặc biệt nghiêm trọng mà nguyên nhân của nó là do uống bia rượu, đi xe máy không điều khiển được và gây tai nạn. Nồng độ cồn chúng tôi đo bệnh nhân hiện tại vẫn đang nằm ở phòng hồi sức 1, thì nồng độ cồn tăng gấp 200 lần so với bình người bình thường, quá nặng, không thể mổ được, phải dập não, đau ổ trên ở não và bệnh nhân mê sâu, không có năng khả năng được mổ. Thế nhưng không chỉ bệnh nhân này mà mỗi ngày khoa cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận khoảng 130 đến 150 trường hợp bị tai nạn giao thông. Trong số đó, số người sử dụng rượu bia dẫn tới tai nạn khi tham gia giao thông luôn chiếm khoảng từ 50 đến 70%. Những người này thường có nồng độ cồn trong máu cao, thậm chí còn có những nạn nhân nhập viện với nồng độ methanol cao gấp hàng chục lần mức cho phép. Lo ngại hơn, việc cấp cứu và điều trị cho những bệnh nhân có sử dụng rượu bia thường khó hơn so với người bình thường. Và với những trường hợp hôn mê sâu, phải thở máy thì khả năng hồi phục là rất thấp.